Chào anh em nha. Thì đầu tuần nha anh em. Đầu tuần là lại cứ vẫn công việc hàng ngày ha. Thì đợt này mình sẽ cố gắng ở nhà thì mình quay những cái công việc hàng ngày của mình cho anh em chúng ta có thể theo dõi ha. Thì bên mình là bill là của anh em, là tất cả bill là sẽ in ra nha anh em nha. Thì có một số trường hợp mà mình ghi tay tại vì nhiều lúc cái máy in nó đang bận công việc của anh em ha, thì mình in tay, mình ghi tay nha. Đó, thì hàng của anh em là đi đều đều hàng ngày nha anh em ha, hàng là đi đều đều hàng ngày, bill là cứ in ra cho anh em rồi gửi đi nha. Đó thì anh em cứ yên tâm là trong cái mùa này thì chúng ta cứ ở nhà nha, bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho anh em để cho anh em yên tâm đấy, anh em không phải lo về vấn đề hàng hóa nha. Hàng thì lúc nào cũng có sẵn tại tiệm hết, một số cái món mà nếu mà nó hết hàng á, thì mình sẽ thông báo cho anh em. À, hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp cho mình thì mình sẽ báo cho anh em luôn. Đấy, thì cũng rất là cảm ơn anh em đã đây. Thì rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ cho bên mình ha. Mặc dù cái tình hình thì ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại nó cũng rất là căng thẳng, thì cũng mong tất cả anh em chúng ta cố gắng bảo vệ cái sức khỏe của mình để mà mình có cái sức khỏe tốt ha, để mình cùng với cả nước chúng ta chống lại cái dịch bệnh đang hoành hành anh em ha. Thì những anh em nào có nhu cầu mua các loại phụ tùng thì anh em cứ thể đặt qua số điện thoại của mình là 0915 434 973 anh em nha. Thì shop mình mở cửa từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối nha anh em nha. Thì nếu mà anh em chúng ta qua tiệm á, thì thay vì anh em qua tiệm anh em cứ ở nhà đi, rồi nói mình sẽ gửi hàng qua tận nơi cho anh em nha. Thì mùa này chúng ta hạn chế đi ra ngoài và đi những cái nơi thực sự cần thiết, như là đi siêu thị hay là đi mua thực phẩm thôi. Còn không nên em cứ ở nhà, mình sẽ gửi hàng tới nơi cho anh em nha. Chúng ta đi ra ngoài nó vừa bị bệnh nguy hiểm mà nó lại vừa bị nhà nước họ phạt nữa nha. Thì anh em cứ ở nhà, cần cái món gì có thể nó liên hệ với shop mình nha anh em nha. Thì trong đơn hàng là mình ghi đầy đủ các cái món hàng luôn cho anh em nha. Thì hôm nay đầu tuần rất là nhiều đơn anh em. Cứ một tờ như vậy là 4 đơn này anh em. Thì đây mình có cả đống cả sắp luôn, chắc phải 20 tờ, nó cũng phải ngày hôm nay 80 đơn, với lại hôm bữa cũng còn tồn một vài đơn của một số anh em mà đặt trễ mình chưa có gửi nữa ha. Thì cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ cho mình, thì bên mình sẽ cố gắng đưa thêm được nhiều cái sản phẩm mới hơn, sản phẩm tốt hơn đến cho tận tay anh em, để anh em chúng ta có thể chúng ta có những cái sản phẩm ưng ý với cái giá rẻ nhất nha anh em nha. Thì cảm ơn anh em đã ủng hộ shop Trần Đạt, số điện thoại của mình 0915 434 973 nha anh em nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.